Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc. Những tin chính sẽ phát trong chương trình này. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ tại làng Ngã Hón, xã Lộc Thịnh. Hội nghị sơ kết công tác giải quyết việc làm xuất khẩu lao động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Cũng trong chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8 năm 2015, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi dự sinh hoạt chi bộ tại làng Ngã Hón, xã Lộc Thịnh. Dự tại hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã Lộc Thịnh và các đồng chí là đảng viên trong chi bộ làng Ngã Hón về dự hội nghị đông đủ. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ đã báo cáo tình hình công tác tháng 7. Trong tháng 7, nhân dân trong làng đã tập trung sản xuất cấy được 9,6 ha và tiếp tục chăm bón cây dứa và mía phát triển, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Chi bộ đã huy động người dân trong thôn đóng góp ngày công xây dựng tường rào khuôn viên nhà văn hóa, đổ bê tông hai sân bóng nhằm phục vụ cho sinh hoạt, hoạt động thể dục thể thao của bà con nhân dân. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo giữ vững, không có vấn đề mất an ninh xảy ra. Bên cạnh đó, mặc dù trong thôn còn 8 hộ nghèo, nhưng đời sống bà con được chăm lo, nhất là đối với người có công với cách mạng. Các nghị quyết của cấp trên luôn được triển khai đến từng cán bộ đảng viên và nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp, kiến nghị đề xuất với cấp trên cần quan tâm nhiều hơn nữa tới đồng bào nhân dân các dân tộc vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của huyện, hỗ trợ các chính sách của nhà nước cho nhân dân, hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, để bà con nhân dân có mức sống gần hoặc ngang bằng với mặt bằng chung của huyện, đặc biệt là thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo chỉ thị 36 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ này, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh, chi bộ làng Ngã Hón cần thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chi bộ vững mạnh, triển khai phân công trách nhiệm cho từng đảng viên, đưa ra những kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong tháng. Cũng tại hội nghị, đồng chí đề nghị chi bộ làng Ngã Hón tiếp tục thúc đẩy nhân dân phát triển nông nghiệp, đưa ra các phương hướng phát triển mới trong sản xuất chăn nuôi, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết mà Đảng bộ huyện đã đề ra. Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2015, tại trung tâm hội nghị của huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác giải quyết việc làm xuất khẩu lao động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự tại hội nghị có đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì và khai mạc hội nghị. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đánh giá cao sự phối hợp giữa Phòng Lao động Thương binh Xã hội về công tác tuyên truyền của các ngành đoàn thể, các xã thị trấn, về chủ trương của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, gắn với việc tư vấn của các công ty xuất khẩu lao động đã cung cấp đầy đủ thông tin việc làm, tiền lương nên đã phần nào làm thay đổi nhận thức của nhân dân về giải quyết việc làm, nhất là xuất khẩu lao động là con đường xóa nghèo bền vững. 6 tháng đầu năm toàn huyện có 56 người, đạt trên 19% kế hoạch, chủ yếu là giúp việc tại thị trường Ả Rập, Đài Loan, Malaysia. Nét mới trong việc xuất khẩu lao động năm nay là nam giới đã đạt 33%. Hiện nay nhiều người đang có nguyện vọng đi nhưng còn vướng một số khó khăn về gia đình. Theo đó, cần có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, các ngành, các cấp cùng công ty tư vấn tích cực vận động. Cùng với đi xuất khẩu lao động, Phòng Lao động Thương binh Xã hội cùng với Trường Trung cấp Nghề Miền Núi dạy nghề may chuẩn bị cho nhà máy may đi vào hoạt động với quy mô ban đầu là 1.500 người. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Văn Đạt mong thời gian tới cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền vận động những lao động không có việc làm, hộ nghèo, đi lao động xuất khẩu để xóa nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, xác định thu thuế vào ngân sách nhà nước là góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Vì vậy, trong thời gian qua, ngành thuế Ngọc Lặc đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Ngọc Lặc đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp công tác thu thuế năm 2015 đã đề ra. Trong đó, nhóm giải pháp về quản lý, đôn đốc nợ thuế luôn được Cục Thuế quan tâm chỉ đạo và triển khai quyết liệt.
Chi cục thuế huyện Nhà luôn xác định hai mục tiêu chính là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu và đồng thời cải cách thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ trong việc chấp hành chính sách luật thuế để tạo sự đồng thuận của người nộp thuế. Từ đó nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế, Cục Thuế đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả công tác cải cách hiện đại hóa ngành thuế đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm thiểu thời gian chi phí hành chính của cơ quan thuế và chi phí tuân thủ của người nộp thuế. Chú trọng tăng cường công tác xây dựng lực lượng cán bộ thuế cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như văn hóa ứng xử, tác phong, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ cương kỷ luật công tác. Mặc dù trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, sức cạnh tranh còn hạn chế, công nghệ sản xuất kinh doanh lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấp đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, Cục Thuế, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ngành, các cấp, sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của cộng đồng người nộp thuế và sự nỗ lực đoàn kết nhất trí của toàn thể ngành thuế huyện Nhà nên đã đạt được kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đã đạt kết quả bước đầu ổn định. Chi cục thuế huyện Nhà luôn xác định hai mục tiêu chính là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu và đồng thời cải cách thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế để tạo đồng thuận của người nộp thuế, từ đó nâng cao hình ảnh của cơ quan cục thuế. Đến nay, chi cục thuế đã thực hiện thu 8 loại thuế, tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong năm 2015, chi cục thuế Ngọc Lạc đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế, như niêm yết công khai các thủ tục hành chính về thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Thứ hai là thực hiện tốt việc khai thuế điện tử. Đến nay có 100% các doanh nghiệp trên địa bàn đã đăng ký khai thuế điện tử. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2015 có 90% doanh nghiệp đã đăng ký thành công nộp thuế điện tử. Trong lĩnh vực hộ kinh doanh cá thể, từ mùng 1 tháng 7 năm 2013 đã thực hiện thu thuế tại hộ kinh doanh theo quý thay cho công tác thu thuế theo tháng như trước đây. Từ kết quả đó, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2015 đã đạt 66,6% kế hoạch tỉnh giao và đạt 60,9% so với nhiệm vụ huyện giao. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách còn lại của năm 2015, Chi cục thuế Ngọc Lạc thực hiện tốt một số giải pháp sau đây. Một là tham mưu tốt cho Ủy ban nhân huyện, ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế về công tác thu quản lý nợ thuế trên địa bàn. Thứ hai là phối hợp tốt với các ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn về công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Thứ ba là phối hợp với các ngành có liên quan như kho bạc, ngân hàng thương mại để tổ chức thu hồi nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp có số nợ đọng thuế trên 90 ngày. Thứ tư là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế. Thứ năm là phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các chủ đầu tư tập trung để khai thác các nguồn thu vãng lai đối với các công trình kinh doanh nhà thầu ngoại tỉnh đến kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện tốt được một số cái giải pháp trên thì chắc chắn công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp. Để chủ động đối phó với diễn biến bất thường có thể xảy ra, huyện ta luôn chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Đây là công tác được huyện đặc biệt quan tâm, nhất là trong mùa mưa bão. Riêng năm 2015, huyện đã tổ chức các hội nghị quan trọng triển khai công tác này trước mùa mưa bão để các địa phương chủ động làm tốt, tránh thiệt hại về sản xuất, tài sản và tính mạng của nhân dân. Với tinh thần luôn sẵn sàng chủ động đối phó với thiên tai bão lụt có thể xảy ra trước khi mùa mưa bão đến, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của huyện,
các địa phương trong huyện đã xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai bão lụt xảy ra. Với phương châm 4 tại chỗ, các xã đã chuẩn bị đầy đủ vật tư và các điều kiện cần thiết khác để ứng phó kịp thời nhằm bảo vệ các hồ, bai đập cũng như lúa và hoa màu của bà con, tránh tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Trong những ngày gần đây, mưa lớn thường xảy ra và kéo dài, các địa phương đã phân công cán bộ trực để đảm bảo không bị bất ngờ khi có sự cố xảy ra, chủ động phòng chống di dời người dân và tài sản tới những nơi an toàn nhất, đồng thời huy động lực lượng phương tiện ứng phó với mưa lũ, chủ động và kịp thời. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã chủ động tập kết phương tiện vật tư và các điều kiện cần thiết với phương châm phòng là chủ yếu, không để xảy ra bị động nếu có bão lụt xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.